Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Nha Khoa Hồng Cường. Và mỗi khách hàng khi đến với Nha Khoa Hồng Cường đã được nhìn thấy những chiếc mẫu hàm 3D như này. Và để tạo ra một chiếc mẫu hàm 3D như này thì sẽ cần phải trải qua những công đoạn như nào? Thì hãy cùng Hải Yến tìm hiểu qua video này nhé. Tầng 7 của Nha Khoa Hồng Cường hiện tại được phân ra hai khu chính: khu vực trưng bày và phòng công nghệ cao. Với thiết kế vô cùng đặc biệt và hiện đại, khu vực tầng 7 giúp chúng ta dễ dàng tìm hiểu về các sản phẩm nha khoa, các thiết bị công nghệ cao tại đây và xem trực tiếp các quy trình tạo nên chiếc răng thành phẩm của các kỹ thuật viên. Với việc áp dụng công nghệ in nhựa 3D, Hồng Cường đã thay thế hoàn toàn việc lấy mẫu răng truyền thống, tăng độ chuẩn xác của mẫu răng cũng như tiết kiệm thời gian của cả bác sĩ và kỹ thuật viên. Và sau khi thu nhập dữ liệu và lên kế hoạch sản xuất, các bản thiết kế sẽ được chuyển từ máy in 3D. Các kỹ thuật viên sẽ tiến hành in và thành phẩm sẽ được hoàn thiện ngay tại chỗ. Thành phẩm của chúng ta sẽ là các mẫu in răng 3D nhựa. Quá trình hoàn thiện cũng sẽ rất nhanh chóng với các bước như rửa qua với dung dịch cồn, sấy khô và hoàn thiện thành phẩm.